Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng mình ăn cái bánh đuông dừa hay là bánh sùng. Đặc biệt mình có pha thêm khoai mỡ vào trong bột, thì bột mềm dẻo và có màu đẹp mắt nữa. Ăn cùng với nước cốt dừa nè, mình chan vào hoặc là mình chấm gì cũng hấp dẫn hết trơn. Một món ăn tuổi thơ mà mình thấy ai cũng đều thích hết. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây mình chuẩn bị nửa củ khoai mỡ, thì khoảng 300g. Khoai mỡ tím mình làm màu nó mới đẹp. Cắt xong rồi cho hết vô trong cái nồi để mình đem đi hấp. Nước sôi sẵn thì mình cho khoai vào. Các bạn đậy nắp lại. Thì khoai này nhanh chín lắm, mình hấp trong vòng 10 phút là khoai sẽ chín à. Tiếp theo thì mình dùng 100g bột năng để chút nữa mình làm phần bột bánh á. 100g bột mì hay là bột mì đa dụng giúp cho bánh nó mềm. Chút muối, đường, khoai mỡ đã chín mềm. Bây giờ cho hết vô trong thau nè. Khoai này á, các bạn làm á, nó dễ mềm mà mình tán nó cũng dễ mịn nữa. Màu cũng đẹp nữa ha. Chỉ cần tán nhẹ thôi à là khoai sẽ mịn, khỏi cần phải xay. Rồi, vậy là xong rồi nè. Nó mềm mịn nè. Chút nữa mình cho bột bột và mình còn nhồi lại nữa. Mình sẽ cho hết phần bột mì đa dụng vô trong cái khoai. Rồi các bạn cho bột năng vô luôn nha. Thêm vào 2 muỗng canh đường, muối. Rồi nhồi đều lên để cho phần khoai của mình nó mịn. Và cái lượng bột này á, thì nó sẽ hơi khô phần bột, cho nên là các bạn nhồi sơ qua mình thấy hơi khô. Thì mình sẽ cho vào đây nước cốt dừa nè. Mình cho vào 50ml nước cốt dừa. Nhồi đều lên. Nước cốt dừa cho vào bột sẽ giúp cho bánh nó béo. Và khi các bạn nhồi nó cũng dễ mịn và nó bóng cái tay lắm. Đây mình nhồi rất là dễ luôn á. Giống như nó có cái chất dầu ở trong cái nước cốt dừa đó. Cho nên là các bạn nhồi bột nó mịn, dẻo thành một khối. Bột dẻo vậy là được nè. Rồi mình để đây. Mình dùng cái cây lược, lược này mới mua luôn ha, để mình làm mà tạo hình cho con đuông. Các bạn sẽ rửa cho nó sạch nè. Xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bột, mình vo thành một cái viên nhỏ nhỏ. Còn nếu mà các bạn không thích làm đuông dừa thì mình làm bằng cái bánh tằm á, xe cho nó sợi sợi, hấp lên ăn cũng ngon lắm. Hôm nay thì mình làm một loại bánh đuông dừa này thôi. Dàn cho nó mỏng đều xung quanh cây lược. Rồi, mình kéo nó lại nè. Túm nhẹ qua. Và các bạn nhớ thoa dầu ha, không ra nó dính lắm á. Mình lót bên dưới là miếng giấy, nến hoặc là lá chuối để chống dính cho bột á. Cho vào trong sửng luôn, chút nữa mình sẽ đem đi hấp. Mỗi một khoảng 2 cái bánh thì các bạn sẽ thoa dầu cây lược để chống dính. Rồi mình để qua bên. Hoặc là các bạn dùng cái cây dao khía mình in bánh cũng đẹp nữa. Nước đã sôi mình cho bánh vào hấp. Thì bánh này nhanh chín lắm, mình hấp 10 phút là nó chín à. Hấp với lửa vừa thôi. Trong thời gian này thì mình dùng muỗng canh bột năng để làm nước cốt dừa. Cho vào đây 2 muỗng canh đường hoặc là 4 muỗng tùy theo các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít. Cho một chút muối nha. Rồi mình cho vào đây 300ml nước cốt dừa. Làm nước cốt á, thì nước cốt càng đặc á, mình làm ra nước cốt nó càng béo và nó trắng đục, nó không có bị trong á. Khuấy sơn cái cho bột nó tan rồi mình hãy cho hết nước cốt còn lại vô. Cho vào lá dứa sắc ra. Để cho nó thơm nồi chè. Để cho nó thơm cái nồi nước cốt dừa của mình á. Khuấy nước cốt dừa thì các bạn để lửa nhỏ vì trong nước cốt có bột á. Vừa nấu á thì các bạn vừa khuấy. Khuấy đều một hồi bắt đầu nó sẽ sệt lại à. Nước cốt đã sệt thì là bắt đầu nó đã chín. Đây các bạn thấy béo ngon ha. Nó trắng mà nó đục, nó có độ béo nhiều á. Bánh mình đã hấp 10 phút, bây giờ chín rồi. Sẽ mở nắp ra, mình lấy bánh ra. Nhìn cái màu rất là hấp dẫn luôn. Màu tự nhiên từ khoai mỡ.
bánh đu dừa hay là bánh sùng. Bánh này á, thì các bạn ăn ấm ấm nó sẽ mềm ngon hơn. Còn nếu mà thích dai nhiều thì mình để nguội, cho ra dĩa. Hấp dẫn quá, màu rất là bắt mắt luôn. Nước cốt dừa á, thì các bạn để càng nguội nó sẽ sệt hơn chút. Ở đây vẫn còn hơi nóng nóng nè. Cho thêm mè rang lên, ăn cùng mè rang á, thì nó thơm, hoặc là đậu phộng rang cũng được. Chan nước cốt dừa nè, hoặc là các bạn dùng chén nước cốt dừa cái mình chấm vào, ăn đến đâu mình chấm đến đó. Ngon quá. Một dĩa bánh sùng khoai mỡ. Với cái cách làm này á, các bạn yên tâm nha, bánh mình để từ sáng đến chiều luôn vẫn mềm dẻo, bột không hề bị cứng, cũng không có bị khô nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng ăn nha. Béo nước cốt dừa, mềm mềm dẻo dẻo dai dai, có khoai mỡ vào thì bột nó thơm và mình ăn nó cũng hấp dẫn hơn so với mình làm bột không bình thường. Và hồi xưa thì mình thường làm với cái lá rau mơ á. Hôm nay mình cho thêm chút xíu khoai mỡ để giúp cái bánh nó mềm hơn. Rất là dễ dàng thực hiện, có ngay món bánh dân gian ngay tại nhà để thưởng thức. Với lớp bột thì màu bắt mắt của khoai mỡ nè. Thì ngoài khoai mỡ các bạn cũng có thể làm khoai môn. Đó, bột dẻo ngon ha. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc video nha. Nếu như thích kênh của mình thì mời các bạn đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.